Thưa quý vị và các bạn, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành văn bản triển khai thông tư số 12 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định danh mục các lĩnh vực và thời hạn người có chức vụ quyền hạn không được thành lập giữ chức danh chức vụ quản lý điều hành sau khi thôi chức vụ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Theo đó, người có chức vụ quyền hạn không được thành lập giữ chức danh chức vụ quản lý điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, Thuộc lĩnh vực trước đây mình có trách nhiệm quản lý trong thời hạn 24 tháng kể từ khi thôi chức vụ quyền hạn theo quyết định của cấp có thẩm quyền. Cụ thể đối với các lĩnh vực sau: quản lý nhà nước về đầu tư ra nước ngoài, quản lý nhà nước về xúc tiến đầu tư, quản lý nhà nước về thẩm định dự án, quản lý nhà nước về đấu thầu, quản lý nhà nước về lập, phân bổ, quản lý kế hoạch vốn, quản lý nhà nước về quy hoạch, quản lý nhà nước về khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế quản lý nhà nước về phát triển doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh. Quản lý nhà nước về ODA, vốn vay ưu đãi, viện trợ không hoàn lại, không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức, viện trợ của Việt Nam cho các nước. Quản lý nhà nước về hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác. Quản lý nhà nước về thống kê. Chương trình dự án, đề án do người thôi giữ chức vụ khi đang là cán bộ, công chức viên chức trực tiếp nghiên cứu xây dựng hoặc thẩm định, phê duyệt thuộc các lĩnh vực được quy định tại khoản 1, 2, 3.